Thân chào anh em, hôm nay mình có đi ve chai mua được một số món đồ và hôm nay mình xin chia sẻ để anh em cùng xem cho vui nha anh em. Rồi, bây giờ mình xin chia sẻ những món đồ mình đi ve chai được ha. Thì đây. Đây là cái bọc đồ ve chai mình mua hôm nay với giá là 40k. Thì để coi mình mua 40k được những gì nha anh em. Mình mua được một cái hộp màu hồng nè, một cái đèn sạc mà nó gãy tùm lum hết trơn rồi, đèn ấy, một cái đèn mà nó còn có, nó còn nó dán cái băng keo gì chỗ này nữa nè. Ô, bên trong còn rất là mới luôn rồi, mới toan luôn, mới tròn luôn á. Đèn sạc hai mặt luôn nè chứ. Đây là công dây điện nó ra nè. Giá là 190.000, còn để cái giá nè, cô mua của siêu thị Tứ Sơn. Wow. Mà đập bể ra làm gì rồi? Mình thấy đập bể ra làm gì rồi, mình lấy luôn. Còn cái công tắc. Đó. Mình mua được một cái tai nghe mà nó gãy cái càng à. Bên đây nó mất tiêu cái tai nghe, nó còn được bên đây. Mình mua về để mình thay vào cái tai nghe mình có được một bên này mà mình mắc cái càng này. Đó. Hôm nay mua cũng ít đồ thôi. Mua được một cái công tắc. Mấy viên pin 18650. Đây, 3 viên pin. Thêm một viên pin điện thoại. Rồi mình sẽ kiểm tra thử luôn pin này còn sống không nha anh em. Đầu tiên là viên pin điện thoại. 2 mấy V, viên pin này còn xài được nha, mặc dù nó hết rồi nhưng mà còn xài được. Chúng ta có thể đó là pin này 5C. Xài cho máy hát nhạc đồ ok lắm. Đây là viên pin 4V còn xài được luôn. Đây là viên pin. Rồi, chích ngắt cái gì vậy? Chích ngấm cù đèo à. Không thấy lên luôn. Viên pin xanh. Viên pin này nguy hiểm rồi. Không phải mấy à. Rồi. Mình mua được một con người siêu nhân. Trời ơi, nhìn đẹp trai ghê, đẹp trai vãi cả chưởng. Wow. Nằm đó đi bác. Mua được một cái bảng mạch điện mặt trời. Như thế này là có điện nè. Để mà có ánh sáng là có điện nè. Chùi cái coi. Rồi, để gì là đo luôn thử coi. Có von không? Von ga không? Đây. À, có von ga luôn nè. Đây, chỉ cần có ánh sáng thôi nè. Hai đầu nè. Đó, 2 mấy V luôn kìa. Đó, 3.3V luôn. Pin năng lượng mặt trời mini. Sau này mình sẽ chế một cái quạt. Và cuối cùng đó, ý và còn chưa có cuối cùng. Cái này là mình không biết cái gì nữa. Cái này là chắc cái máy hát băng, ơi cái máy hát băng. Máy hát băng. Xài DC 5V, DC 3V. Ôi dạ. Mình làm hay mạnh tay. Đâu để pin vô thứ coi xài được không ta? Xài được cái mới ok nha, xài không được là rồi luôn á. Đấy. Sức chỗ này ra nè. Kiếm cái băng rồi mình hát thử coi.
có cái băng nè quý vị. Để vô hát chơi coi. Để làm sao ta? Để làm gì? Đấy. Play. Im ru. Cái này thường là sẽ hư chấu pin. Rồi, hát không được. Không được thì để từ từ mình sửa sau. Mình mua được hai cái khối pin. Hai khối pin xe đạp. Đó, thì ngày hôm nay mình mua như bấy nhiêu đó thôi. Thì giới thiệu để anh em cùng xem cho vui đỡ buồn. Hai cái khối pin này thì không biết nó còn sống hay là không ha. Thì mình thấy thì mình mua đại nó đi. Sống được viên nào hay viên đó, sống được thì mình chế những cái đèn này nè. Pin này mà chế những cái đèn này thì xài rất là bền. Trong cái gì phòng khi mà cúp điện rồi thì xài ok lắm quý vị và các bạn ơi. Ha. Thì ngày hôm nay mình đi có đi ve chai và mua được mấy cái món đồ này. Thì giới thiệu để anh em cùng xem cho đỡ buồn chứ không có gì nhiều. Nói chung là nhiêu đây với giá là 40k ha. Thì bây giờ mình sẽ đó là xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong các video clip tiếp theo. Rồi, thân chào.